mình cảm thấy là bây giờ như kiểu ngày mai ta không thể gặp nhau nữa ấy. Mình rất là buồn khi mà năm 2023, 2024 sắp sửa phải khép lại, cũng thế là một học kỳ nữa. Chúng ta sắp sửa phải xa nhau rồi. Mình không có gì hơn ngoài chúc các bạn là sẽ đạt được mong ước của mình trong cuộc sống. Năm tuổi rồi, nói chung là mình mong mọi người sẽ học tập thật là tốt để có thể đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn, không vào giáo dục thường xuyên. Yêu các bạn nhiều lắm. Yêu ấy. Gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà, la 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, không, bây giờ em nó vừa vui vừa hồi hộp với cũng hơi tiếc, tại vì là sắp hết năm rồi em không được gặp nhau, không được nói chuyện nhiều hơn nữa. Và em mong lên cấp 3 là bọn em sẽ đỗ hết nguyện vọng 1 và có nhiều thời gian được gặp mặt nhau. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân tươi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước, đừng đợi chờ lê thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. You're all that I wanted, but this couldn't last. I wish that by the ghost of our past, I wish we were good. I'm lost in emotion, consumed by your love, and I can't. Là Phụng, giáo viên chủ nhiệm của lớp 904 trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, ngày hôm nay được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường để hội phụ huynh học sinh lớp 904 tổ chức cho các con đi chụp kỷ yếu với một không khí thời tiết vô cùng là tuyệt vời, ủng hộ và tất cả phụ huynh và học sinh tham gia đều rất là vui vẻ. Xin chúc toàn thể học sinh lớp 9A4 cũng như là toàn thể học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên khối 9 năm nay sẽ gặp thật nhiều may mắn và thành công đỗ đạt vào những cái trường, những cái nguyện vọng mà các con mong muốn. We'll be right back.
Gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Oh oh, nếu ta mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đông đầy, chưa hay là nước mắt mẹ suốt đêm. Một ngày của em giao mẹ như thế nào, từ nay quán quen ngày đến nay ồn ào, từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao. Còn em đi đâu thôi ngừng khóc ngừng ôm những mà chờ